chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay ở nhà mình lại làm một món cá nữa. Món cá này bữa hổm anh mua, anh đi giăng lưới về cũng được 6-7 kg á. Hôm qua thì làm đã cái lẩu rồi. Còn hôm nay thì mình sẽ còn một ít này, mình sẽ kho tộ và nấu canh chua. Các bạn cùng vào bếp với chị em mình nha. Giờ mình sẽ sắc thơm các bạn. Nấu với thơm. Cá thì thường cũng có nhiều cái vị nấu, ví dụ như nấu bằng mẻ cũng ngon lắm các bạn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ nấu bằng thơm. Thơm thì các bạn nên sắc vậy. Không đắt nữa các bạn thèo lên để cho cái thơm nó sẽ kẹo lại, giống như mình sên thơm vậy đó. Nhưng mà trong cái thơm đó mình phải cho muối và đường nha, để khi mà mình nấu thì cái vị nó sẽ ngon. Còn nếu mà mình không khều thì khi mà cái ra cái nước thơm nó sẽ không có được ngon. Rồi, cà chua mình sắc hạt lựu, mình sẽ khều chung luôn. Các bạn nấu khều thơm với lại khều cá, các bạn nên làm một cái nồi nước sôi trước nha các bạn. Bên kia mình đang nấu nồi nước sôi trước, để khi mà mình làm xong thì cái nồi cá của mình á, mình bỏ vô nó không có bị tanh nha. Củ hành mình sẽ bằm nhuyễn ra nha, để lát mình xào mình khều để cho nó thơm, bán được mùi cá. Mình sẽ lấy cái khứa giữa mình kho các bạn. Còn cái đầu cái đuôi mình sẽ nấu canh chua. Cá thì mình nên, khi mà có cá gì mình nên làm sớm, nấu sớm. Còn để mà để tủ đông thì cái thịt nó sẽ không có ngon, nên mình cũng tranh thủ có cá nào về cái là mình quất liền. Cục thơm của mình đó các bạn. Con là con của ai? Con của ai? Mẹ gì? Mẹ Mởn hả? Còn ba gì? Bác Trịnh hả? Các bạn ơi, cá mình cũng đã làm xong rồi đây. Cũng đã cắt khứa ra. Một ít đầu với đuôi mình sẽ nấu canh chua thơm. Còn cái mình thì mình sẽ kho tộ các bạn. Cái trong thành phần kho tộ của mình sẽ có một miếng mỡ nha. Mình sẽ thắng một ít mỡ. Khi mà mình nó chín rồi mình sẽ đổ lên trên cho nó có vị béo. Và phèn chua thì mình sẽ để cho qua bên để nấu canh. Và cái gia vị thông thường của mình thường là muối, bột ngọt, đường và bột nêm, nước mắm. Trong cái món canh thì mình sẽ có cà chua thơm thì các bạn, mình đã sắc rồi ha. Ớt để tạo lên cái vị cho nó the the, ăn cho dễ ăn. Bạc hà, đậu bắp các bạn, là mấy cái món rau hôm nay mình sẽ bỏ vô cái nồi canh. Bạc hà, đậu bắp, rồi giá này các bạn. Mình sẽ ướp một ít hành vô đây các bạn. Hành cho mẹ Mượn nha. Bột ngọt, muối. Cái muối này nó làm cho cái con cá mình nó mau thấm hơn nè. Mình ướp vô độ khoảng 15-20 phút đi, để cho cái con cá nó mau thấm. Bột nêm mình cho được khoảng muỗng vô. Rồi đường cho hơn muỗng đường, tại vì mình cho cũng ít thôi, tại vì lát nữa mình sẽ cho nước dừa vô nữa. Tiêu cho 2 muỗng nước mắm vô đây các bạn. Rồi mình làm tóp mỡ, mình nấu canh chua. Cái này thì mình để chút xíu nữa mình sẽ kho sao ha. Cái này thịt ba rọi các bạn, cái này thì không có nhiều mỡ lắm. Lát nữa mình sẽ lấy một ít tóp mỡ nữa. Chỗ này thịt nạc không à ha. Mình sẽ sắc cục nhỏ nhỏ sọc sọc vậy ha bạn ha. Chị Ba nghỉ cho cameraman nữa nha chị Ba nha. Các bạn cái này cho thơm lên, mình sẽ đổ thơm và cài vô nha. Thank you.
đường và muối vô. Để cho nó tạo được cái vị chua chua ngọt ngọt, mặn mặn nha các bạn. Nếu mà mình không có làm vậy thì lát nó ra cái trái thơm mình rất là chua. Cái này là muối nha các bạn, mình cho nửa muỗng muối thôi. Đường mình cho 2 hoặc là 4,5 đường là được rồi. Khè cho nó căng ấy hết lại. Giờ mình sẽ cái này mình sẽ thắng mặn các bạn nha. Con được chưa ba? Ba hả? Được chưa đi. Rồi mình sẽ đổ cái cá với lại ở đây luôn nha. Mình thèo lên, thèo chân cho thơm để cho nó thấm nha các bạn. Thì lát mình sẽ múc ra, mình sẽ đổ vô cái nồi nước nóng của mình luôn nha. Giờ làm gì ba? Rồi mình sẽ bỏ cá vô cái nồi nước đó các bạn nha. Cá anh đi lưới về dưới sông về á thiếp. À vậy đó hả con? Dạ chứ không phải là cá ở. Giờ mình sẽ bỏ một cục đường phèn vô đây các bạn nha. Giờ mình sẽ cho 2 muỗng bột nêm nữa. Muối rửa nè. Và chút xíu muối nha. Và nước mắm mình sẽ cho 2 muỗng. Cái nước gì đó vậy? Cái này là giấm lui các bạn. Nếu mà mình không có, nếu mà cái vị nó chưa có chua lắm, nhà mình có cái gì ví dụ chanh cũng được nè, giấm cũng được, hoặc là mình có me các bạn cũng được ha. Mình sẽ bỏ một ít vô đây để cho cái vị nó chua. Cá của mình lúc này nó đã chín, nếu mà mình để lâu quá thì nó sẽ rục. Mình sẽ vớt cá ra để mình bỏ rau vô nha. Bỏ giá vô luôn các bạn nha. Mình đi hái được ít, vòng vòng hái được mấy đọc chạy này. Sáng hái được nhiều lắm mà bán hết rồi các bạn. Giờ nhà mình đi. Vậy là cái nồi lẩu của mình đã được, canh của mình đã được, canh chua của mình đã được rồi nha. Giờ mình quay qua mình sẽ bỏ ấy vô các bạn. Bỏ ôm gai vô nha. Bỏ đường nêm vô. Còn giờ mình sẽ qua bếp bên nhà để mình làm cái món cá kho. Giờ mình sẽ kho cá. Mình sẽ cho 2 muỗng đường để cho tạo cái màu các bạn, cái màu đẹp nha. À, đừng để cho nó đen quá thì nó sẽ không tốt nha. Mình sẽ cho nó vừa. Mình giờ mình sẽ hạ lửa xuống. Người miền Nam người ta dùng dầu á vậy ba, còn người miền Trung em là dùng đường với lại nước. Nước hả? Ta kho lên nó đen lên vậy. Nhưng mà đen quá không tốt em. Dạ đen quá nó đắng. Nó đắng với lại cái màu nó biến chất, nó sẽ thành độc. Đó, các bạn thấy khi nó xùi cái bọt lên cái là mình sẽ tay mình phải lẹ nha. Bắt đầu nhảy nha, nhảy nha, nhảy nha. Rồi mình sẽ đổ vô. Đó, các bạn thấy không, cái màu khi mà làm vậy cái màu nó sẽ là cái màu cánh gián vàng vàng, còn mình làm quá lửa nó sẽ là cái màu đen các bạn nha. Mình để càng êm thì nó càng nó sẽ cố gắng làm sao để cho nó lẹ lẹ. Giờ mình sẽ đổ 2 muỗng nước mắm, bỏ 2 muỗng nước mắm vô nữa nha. 2 muỗng nước mắm thôi các bạn. Nãy là mình làm cho nó cũng đã thấm rồi đó. Các bạn thấy miếng thịt đã không? Cá câu thì lúc nào nó cũng rất là dai các bạn. Mà nhìn nó cái khứa thịt nó rất là ngon. Mà các bạn ví dụ các bạn làm về liền á, ví dụ câu về liền á thì mình làm á nó sẽ ngon hơn. Đừng có bỏ qua tủ lạnh, đừng có bỏ đông vài ngày nó sẽ không ngon. Nên là mình cứ cố gắng là có ăn tươi thì nó sẽ ngọt và nó không có biến chất mà.
Các bạn, cá của mình đã săn lại, các bạn nhìn thấy cái cục này nó săn lại, nó ngon ghê không? Nó chắc ha, rất là chắc luôn, nó y như là cái thịt cá lóc vậy đó. Cục nào cục đó, nó không có bị bể ra. Còn thường cá mà ví dụ cá nuôi thì nó cái thịt nó không có chắc, khi mình kho nó sẽ nứt nứt cái thịt nó ra, nó không có được để giống như một cái khoanh tròn vậy. Giờ mình sẽ đổ nước dừa vô nha. Cá của mình nó đã thấm này các bạn. Giờ mình sẽ đổ nước dừa vô. Đây, các bạn cho sắp sắp vậy thôi. Khi các bạn kho cho nó cứ đổ sệt lại ha. Đó là cách kho tổ. Còn mình kho tiêu rồi nó sẽ khô. Các bạn thấy nồi cá của mình nó sệt sệt lại rồi ha. Giờ mình sẽ bỏ tóp mỡ và bỏ cái mỡ vô luôn ha. Mỡ vô luôn để cho nó béo, béo béo hơn các bạn ha. Và hành lá mình sẽ rắc lên là được cái nồi cá kho các bạn. Cá kho tỏ nhà, canh chua kế bên. Cái này để cho nó thấm cái độ béo vô các bạn, làm cho cái món cá mình nó sẽ ngon hơn. Cắt luôn là nãy bỏ và hấp dẫn hết sức rồi. Gia đình chuẩn bị ăn bữa cơm các bạn ơi. Rồi hôm nay gia đình mình cũng đông hơn các bạn. Nay Dustin này các bạn biết rồi. Ở đây có thím Tư, chú Tư, em cô cậu với Huy, chú của chú Út, anh Hai, Út Thịnh. Hôm nay nhà đông đủ nha các bạn. Mời các bạn cùng dùng với gia đình. Dustin, xin mời. Cá ngát. Cá ngát kho tiêu. Kho tiêu. Cook with fish sauce. And that's one is canh chua, sour soup. Cá ngát xong mình á hả? Dạ, xong nhà bè ngay chỗ quận 7 á. Con câu hả? Con câu không có, xong con thấy cái anh ảnh văn câu á. Con đậu ghe đó xong cái đi theo ảnh coi văn câu luôn. Ngon không? Rất ngon. Rất ngon. Đó cái này anh ba ảnh coi cái ông đó ổng thả câu á. 6-750. Rồi thanh mở máy nó tích. Nó gần chưa? Chưa, còn đây nè. Trên Thủ Đức hoặc là trên Biên Hòa. Chắc tiếng Việt vua bếp. Vua đầu bếp. Vua đầu bếp. Dạ, đầu bếp mình the cook. Cảm ơn người nấu ăn. Dạ, người nấu ăn. Dạ, người nấu ăn. Nói cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Master Chief Bình Quế. Cháo hôm kia nay con không ăn gì hết á. Ăn được. Ăn đi con. Thôi. Thôi đi thịt cái này không đi, nó muốn ăn nó thì ăn nào, ba thầy gấp rồi. Nó thịt không rồi. Dạ, thịt tươi quay lại. Dao, còn dao. Nó già già. Bắt mày gấp giò da nè. Quay lại. Dạ, thịt mới rồi. Thịt cái miếng có da. Nè. Nè bắt nè nha. Xin lỗi cầm miếng này cuối cùng. Cầm tay xé ra. Ăn ngay không được. Xé mạnh ra.